Dũng chào với chợ đi. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị ngay khi đến với khu du lịch sinh thái Phi Yến, tọa lạc tại Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đến đây thì ngoài những cái món ăn ngon thì các bạn có thể được sử dụng ghe và chèo thuyền như gia đình Lan ngày hôm nay, để cùng du ngoạn và cũng như là khám phá khu du lịch chúng ta còn có những cái điểm gì. Nếu như ai yêu thích thiên nhiên cũng như là thích gần gũi với thiên nhiên hơn thì đây có thể là một điểm đến lý tưởng dành cho mọi người nha. Cho tấp vô đấy đi. Để tới. Không có cái dầm hả? Lấy luôn. Xoài đây, xoài nè. Đây là tôm trên cây. Chú bá. À quên nữa, ở đây ngoài những cái tôm để chúng ta cùng thưởng thức ẩm thực của miền Tây thì ngoài ra ở đây còn có những cái phòng gọi là homestay để cho mọi người có thể đến đây để cùng thưởng thức cuộc sống thực thụ của một người nông dân là như thế nào, cũng như là hòa mình với thiên nhiên, cây cối, sông nước đặc trưng của miền Tây Nam Bộ đó các bạn. Ở đây có rất là nhiều tôm, có những cái tôm nó ở phía trên cao như thế này, giống như là chúng ta đang ở trên cây vậy đó các bạn, hoặc là những cái tôm ở phía mặt đất. Đặc biệt nhất đó chính là những cái vật liệu, nguyên vật liệu và những cái món ăn ở đây rất là gần gũi và thân thuộc với người dân miền Tây của chúng ta. Đặc biệt là các anh chị, cô chú và các bạn ở phía Bắc, khi vào đến với miền Tây thì chúng ta hãy đừng bỏ qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
treo lên cho nó ngồi lại. Ôi, ở trong đây có nhà để ở không? Có cái homestay luôn. Cái này anh chỉ sử dụng cái cây này thôi, chứ nếu anh và cái cây chèo đó không chèo được đâu. Nó hẹp quá. Lòng sông không có rộng. Lòng sông không có rộng nên không có chèo được. Bơi đi ra chỗ nào? Chèo anh phải ra sông bự. Có dừa nước nè. Đó là có thấy vùng dừa nước không? Thấy có nè nè dừa nước nè. Vậy chị ba muốn xuống mà không xuống được hả? Em ở những bông hoa trời cao. Bữa nay Vũ biết chèo luôn trời. Dê yeah, thiệt. Dữ thiệt. Chỗ rồi. Chèo quẹo qua đây là tới rồi nè. Đi đường này, đi đường này ra đường đó hình như không có đường ra mà đường này mát hơn đường này ra được. Đường nào cũng có đường ra giống cơ giống cha quẹo phải nè, quẹo phải nè. Rồi chèo đi. Trong video ngày hôm nay, Lan xin giới thiệu với các bạn cơ bản vài nét tại khu du lịch sinh thái Vi Yến. Ở tập sau Lan sẽ review chi tiết hơn từng món ăn cũng như là cái khu homestay tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên nhớ follow đăng ký kênh ủng hộ Lan nha. Một lần nữa Lan xin chân thành cảm ơn.